Trung Cộng lừa bán hóa chất giả cho công ty vàng Persa Việt Nam. Đại diện công ty vàng Persa Việt Nam là chủ đầu tư hai mỏ vàng Phước Sơn và Bồng Miêu tại tỉnh Quảng Nam cho hay 60 tấn cyanua mà công ty này nhập về phục vụ khai thác vàng đã bị đối tác phía Trung Cộng lừa bằng loại hóa chất giả. Đại diện công ty Bessra nói sau khi nhận lô hàng trị giá và kiểm tra thì phát hiện đã bị lừa vì hóa chất này không phải là cyanua, tuy nhiên khi xét nghiệm lại không rõ là hóa chất gì. Phía Bestra nói đã liên lạc bằng điện thoại, email nhưng phía công ty Trung Cộng không trả lời và đến nay mất hẳn liên lạc. Tập đoàn này cũng không trả lời được việc trước khi làm việc, khởi thảo hợp đồng Musianoa có hoạt động kiểm tra nào không với lâu hàng. Trong khi lâu hàng nhập từ năm 2011 nhưng đến nay 2014 mới phát hiện là hàng giả. Đến thời điểm hiện tại, Petra vẫn chưa trả lời được thi hành trả nợ thuế cho tỉnh Quảng Nam như thế nào hiện tại lô hàng cyanua giả vẫn đang được cất giữ tại kho hàng của hai công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn. Để bảo đảm an toàn và tránh rò rỉ số hóa chất trên, cơ quan chức năng Quảng Nam đã yêu cầu hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu cắt cử.